Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn tai nghe Hi-Fi Man HE1000 phiên bản 2. Khi cầm, ấn tượng đầu tiên khi cầm cái headphone này lên, nó rất là nhẹ. Nó nhẹ không biết bao nhiêu gram mà so với cái Audio-G LCD 3 của mình. Có thể nói cái headphone của Hi-Fi Man này có thể nhẹ đi một nửa. Đây bên ngoài của cái hình dáng bên ngoài của cái Hi-Fi Man HE1000 phiên bản 2. Bạn thấy ở đây cái số model. Còn cái headband làm từ da. Da này cầm vô rất là cao cấp, phải loại da rẻ tiền. Da thật á. Còn phía trên đây cái khung nghĩ làm từ nhôm rất là nhẹ và chắc chắn. Ở phía bên hông cũng vậy. Các bạn có thể nhìn thấy cái driver bên trong được luôn. Cái lưới bảo vệ này rất là bự. Đây bên trong tai nghe. Đây, các bạn đã thấy bên trong luôn đúng không? Trong driver luôn nè. Cái miếng pad này nè, đeo vô mình, lúc mình đeo mình không có cảm giác nóng tai, không bị gò bó, không bị bí. Chứ còn đeo cái LG LCD 3 này nó nóng lắm, tại cái miếng pad nó làm từ da mà. Cái này nửa da nửa chất liệu gì á, nghĩ phải vải gì không biết, như vải sợi tổng hợp nè. Đi với cái tai nghe này nó được sợi dây này nó có ba lõi để sợi dây nó chắc chắn hơn. Thì hay rất là nhẹ so với hầu như mình không cảm giác nó có không cảm khi mình cầm mình lúc mình cầm tay mình không cảm giác nó như mình cầm không khí gì đó, nó rất là nhẹ, mình không biết sao sao. Ồ, và sợi dây cũng rất là dài ha. Mình xin nói sơ qua mình theo cảm nhận riêng của mình về cái âm thanh của cái LG 3 và cái tai nghe Hi-Fi Man HE1000 phiên bản 2. Về tiếng trap đi. Tiếng trap thì cái tai nghe của Hi-Fi Man mình thấy tiếng nó rõ hơn hẳn. Tiếng rất là mạnh, nghe rõ ràng. Chứ còn cái LCD LG 3 mình có nghe nhưng mà nó không được rõ ràng như cái HE1000. Còn tiếng mid thì cũng là lần nữa tai nghe của Hi-Fi Man nghe nó mạnh mẽ hơn, nghe tiếng rất là nó rõ ràng hơn nhiều lắm. Còn tiếng bass á, của LC3 á, là nghe nó đầm, nghĩa mình sẽ nói nghe nó đọt hơn cái HE1000. Còn về mạnh mẽ
tiếng bay nó mạnh hơn thì mình vẫn thấy HE1000 tiếng bay nó mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà cái âm thanh nó không không có đạt. Những bạn nào mà thích nghe âm thanh sáng á thì có thể thích cái HE1000, nhưng mà những bạn nào mà thích âm thanh nó tối, nó đầm thì LCD 3 vẫn hơn. Còn về mang 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 trên đầu về cái tai nghe này á, thì cái HD 3 thua xa cái HE1000, tại vì xe nó mang vô nó rất là nặng. Tại vì nó nặng á, nó cái phần đó mình đeo đầu á, nó đè lên đầu mình như một cái điểm điểm giữa giữa đầu mình á, nên nó rất là đau. Chỉ mình mang khoảng được chưa đầy 1 tiếng là cái đỉnh đầu mình nó đau. Còn hai bên hông tai nghe nó ép sát vô tai rất là khó chịu. Mình cố gắng bẻ bẻ cái LCD 3 thiệt 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 là căng hai bên á, thiệt thiệt là nhiều á, vậy nó cũng đỡ 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 bớt. Nhưng mà cái trên cái nặng của LCD 3 đè đầu mình chịu không được, quay được khoảng 20 phút 30 phút là đau đầu rồi. Còn còn cái HE1000 á thì nó nhẹ, mà thấy cái headband này thì nó cong, nó phân tán lực đều, thì nó mang nó thoải mái. Mình mang bao nhiêu giờ cũng được, mình mang nằm giường vẫn thoải mái. Nếu nằm nằm thẳng nha, nằm nghiêng thì không được rồi, nằm thẳng nằm nghiêng rất là thoải mái, không vấn đề hết. Cái LCD 3 mình mang nằm giường không được, tại cái cúp nó thiết kế nó bự quá. Mà cái driver của cái HE1000 bự 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 hơn của cái LCD 3 nha, nhưng mà tại thiết kế nó hình Eclipse này nè, thế nên mình vẫn đang giường được chứ HD 3, tại nó hình tròn nằm giường nó mới được đâu. Còn gì nữa không? Hai cái headphone kế như các bạn theo dõi. Thôi xin. Vậy thôi, mình giới thiệu sơ cái trải nghiệm của mình giữa hai cái headphone này. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn viết dưới comment. Theo dõi những video tiếp theo của mình thì các bạn bấm subscribe. Nếu bạn thích cái video này thì bấm like. Cảm ơn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.